nhóm anh chị, hai bên sơn đều thôi, không cần quá dày, không cần quá mỏng, đều. Và khi mà nếu mà ngay cái chỗ mà đường nối nó có độ lõm, anh chị dặm ngay chút xíu nè, để làm mất cái chỗ đường đường lõm đi ha, hạn chế. Rồi giữ 3 giây nha, tại vì ngay cái chỗ mà đường nối đó là mình có dặm thêm keo. Lý do tại sao là mình phải giữ lâu để cho nó thấm bột nhiều hơn. Mấy anh chị share giúp mình nha, anh đang kêu cỡ nhà rất là nhiều. Tiếp tục đi hết là 10 ngón luôn, hai bên. Đó, sơn đều nha, tại vì đôi lúc mình sơn một lần thôi đó, chỗ có chỗ không nha, nên thành ra là mình cố gắng mình kéo 2-3 lần để vô. Và khi mà mình đã dặm ngay cái chỗ đường nối rồi, mình nên đi từng ngón, tại vì nếu mà mình nghiêng á là nó sẽ bị chảy keo. Nên lý do tại sao là khi mà mình đã dặm ngay cái chỗ đường nối đó thì mình nên đi từng ngón ha. Đó, sơn cho đều và ngay cái chỗ 80% đường viền này nè, phải tròn, dặm ngay chỗ đường nối luôn, quét lại cái phần đầu móng để cho nó không có dày quá. Chào buổi sáng nha mọi người ơi. Và Christine đang có mặt tại CL Nail Supply, địa chỉ là 9872 Westminster Sushi nha, Karen Roy 92844. Hoặc anh chị có thể là lên website nha, nếu mà anh chị ở trong những tiểu bang mà không có sản phẩm của CL đó, thì mấy anh chị có thể là lên website, là mình mua tại website là clnailsupply.com. Hoặc anh chị có thể là gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 để được nhân viên mình tư vấn và hỗ trợ order sản phẩm nha. Đây thấy không, mấy anh chị thấy không, nó bị lọm nhiều nè, nên thành ra là xin cho cái chai số 2 vô nhiều hơn nè ha. Đó, xong mình giữ 3 giây nha, để cho cái keo của mình đó, nó thấm đủ bột. Thấy không, nè, nó lên rất là đẹp nữa ha. Đây là cái cách mà Christine làm mất cái đường nối rất là hiệu quả nha mấy chị. Đây, đi nè, quét cho nó đều. Đây nó lõm nè, mấy chị thấy không, nó lõm nè, dặm ngay cái chỗ này ha. Chỗ nào lõm mình dặm chỗ đó cho nó nhiều keo ha. Xong mình nhúng vô, giữ 3 giây. Đó, và cái hũ bột của mình á, trước khi nhúng thì mình cũng phải lắc lên cho nó xốp nha. Còn nếu mà nó cứng quá, tức là nó bị dằn quá đó, là mình nhúng vô là nó bị đùng. Đó, quét cho nó đều nè, dặm ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt và móng giả ha, quét lại từ cái điểm đầu móng nè cho nó mỏng bớt đi. Xong bắt đầu mình nhúng tiếp. Rồi, đây cũng vậy, luôn luôn là mình xử lý mặt móng cho nó đều trước khi là mình đi qua cái phần màu. Tại vì cái phần clear này á, nếu mà nó lồi lõm, nó dày, không đều, mình có thể đi dũa ha. Nhưng mà tới khi mà qua cái phần màu á, mình không dũa được nữa. Tại vì dũa là cái màu của mình nó bị thay đổi, nó không có giống màu, màu nó đậm nhạt. Nên lý do tại sao là trước khi mà đi màu á, là mình nên xử lý cái mặt móng cho nó đẹp trước ha, cho nó đều trước. Tại vì khi mà qua màu á, là mình chỉ có làm cho cái màu của mình nó đẹp thôi. Đó, cho nó đều, cho nó mặt phẳng nó đều. Đó, và mình thấm vô, mình giữ 3 giây ha. Xinh ơi là xinh luôn. Rồi tiếp tục là mình đi cái lớp thứ hai. Trước khi đi lớp thứ hai thì mình nên phủ sạch nhẹ ha. Đó, mình phủ sạch nhẹ. Tại vì cái này là Christine sẽ cho nó một lớp thật mỏng nữa, mình đi 70% để cho nó có độ khơ ở chính giữa nè mấy anh chị. Ha. Đi một lớp mỏng nè, mỏng thôi, thấy mỏng không? Rất là mỏng nha, không có dày. Nếu mà trong lúc này mình đi thấy chỗ nào nó lõm đó, cho thêm chút keo vô nha. Còn không mình cứ giữ giống vậy để cho nó có cái độ u tròn ở phần chính giữa, tại vì mình đi almond mà. Nè, đi 70 nè ha. Cái này mình đi khoảng 50% ở phần chính giữa thôi. Và mình đi 70% tụt xuống nha, không có đi lại 80. Tại nếu mà mình đi lại 80 mình tạo cho nó có giờ ha. Đi thật mỏng nha, không có đi dày. Thấy không? Chị thấy không? Đi 70% nè, hai bên. Xong, nhúng xuống lấy lên liền. Đó, cái này mình không cần dày. Nên mình không cần dày, nên lý do tại sao mình không cần giữ. Và mình không cần dày nên là mình sơn thật mỏng thôi ha, không có dày nè. Mình đang tạo cái độ tròn u cho người khách ở phần chính giữa thôi. Cái cách này là áp dụng khi mà người ta làm almond, hoặc là tay khách nó bị flat quá. Đúng không? Flat quá nó đâu đẹp đâu, khách muốn tròn mà. Tại vì đối với tiếp mà. Rồi, đi nè. Hello, chào chị, chào. Rồi ha. Đây em có demo, em đang làm lip âm rầy nha. Rồi, xong, lấy lên. Hello, hi anh, hi. Anh
Ờ, trendy đúng không? Cảm ơn, anh chị. Anh uống gì chưa? Rồi, em sẽ làm phần ombre. Xong hết ha. Thì khi mà cái này là Sim sẽ dùng cái màu trắng hơn. Thành ra trong cái white thì nó trắng quá. Đôi lúc trắng quá, sắp white thì nó nhạt quá đúng không? Mà nếu mà cách mà muốn cho nó đậm hơn chút nữa, mình lấy cái 3D white dip đắp thoải mái ha. Và ở đây mình sẽ sử dụng cái màu số 2 ở trong set collection là CL200. Đây hồng hồng, dễ thương. Hồng hồng. Và trong này là mình sẽ sử dụng thêm một cái cây cọ ha. Lý do tại sao là cô xin không dùng cái cây cọ mà cái nó thân ngắn á, và mình búng ở đây là tại vì đôi lúc á, cho dù nó mỏng nhỏ, cái lực của mình không có điều khiển được. Nên lý do tại sao là mình dùng cái cây bự trong vậy. Nhảy điện ra thầy ơi. Chị nhảy điện chị ơi. Và khi mà mình dùng cái cây này á là mình sẽ búng ở đây nè. Ha, búng ở đây hoặc là mình búng ở đây thì cái lực của mình càng gần thì mình điều khiển được cái số lượng treo nó xuống nó nhiều hơn, giống như là tùy ý mình á, nhiều hay ít là do mình luôn. Bật điện lên hả? Không, nó bị tắt điện rồi, cầu dao á, đi bật cầu dao lên. Nên thành ra là hả, mình sẽ dùng cái cây này nha mấy chị. Tắt điện bị bây giờ mình sẽ sơn một lớp điều nha, hai bên vừa tới nè. Không cần quá dày, không cần quá mỏng. Và có thể là đôi lúc á, có những cái màu ombre á, là mình đi tới 3 lớp lận mấy anh chị. Tại vì đôi lúc gặp những cái màu nhạt mà nó lên không đều, mấy anh chị đi 3 lớp, còn nếu mà đều rồi thì ok. Và trên này thì mình sẽ đi khoảng là 40% cái phần màu hồng nha mấy anh chị. Nè, lấy lên nè. Đó, mình búng nè, thấy lấy cái tay của mình đập xuống không? Lúc nào mình cũng đập cho cái phần cuticle của mình á, nó nhiều nhất trước đã. Sau đó thì mình mới bắt đầu đi xuống là khoảng là 60%. Hay là 70%, tùy thuộc là cái độ dài của móng ha. Rồi xong hết thì mình thấy là những cái chỗ nào mà nó đã có hồng rồi thì bây giờ á là mình sẽ bắt đầu nhúng vô cái màu trắng ha, nhúng vô màu trắng. Và cái chỗ nào mà nó còn trống á là tự động nó bám màu trắng, không phải là cái chỗ nào mà nó cũng bám được hết. Tại vì nó đã có màu hồng rồi nó sẽ không có bám màu trắng của mình nữa đâu. Nên thành ra là mình yên tâm khi mà mình dùng cái này. Đó, không. Và cái này là mình sẽ đi 3 lớp, thành ra mình không có bị hoang mang hay gì á, mình cứ đi hết đã. Đó, sơn cũng từ cuticle đi ra luôn hai bên. Quan trọng là cái phần này là mình sơn nè, không cho nó ra khỏi da. Và cái keo của mình nó đều nha. Nếu mà chỗ dày chỗ mỏng là khi mà mình lấy bột nó cũng khác nhau nữa. Chỗ dày thì cái bột của nó sẽ nhiều, còn khi mà cái chỗ mỏng thì cái bột nó sẽ ít. Thì khi mà xong hết là tạo ra cái màu nó không có đều. Chỗ đậm chỗ nhạt nha. Rồi xong mình cứ đi hết bên này. Cái bảng hơi bị nghiêng nè. Rồi ha, xong cái này nhúng vô. Cái phần mà dip á là ăn thua là do mình sơn thôi. Mình sơn tới bên và mình sơn đều là tự nhiên mình dip đẹp à. Tại vì cái này mà sơn lem lên da là mình dip nó cũng lem lên da luôn. Rồi hai bên ha, cho nó xuống nè. Nếu mà nó dài quá đó là mình cho nó thẳng xuống vậy nè. Mình búng nó xuống. Để phía sau nó trượt xuống nhiều chút. Còn khi mà ngắn quá, không đừng trượt nhiều quá. Lát nữa là nó sẽ đi tới đầu móng luôn, đúng không? Nên là đây là một trong những cái mèo thôi. Dài quá thì mình để thẳng xuống, mình búng xuống để cho phớt phớt ở dưới á. Mình cứ làm cho nó hết 10 ngón ha. Xong mình mới quay trở về. Cái phần dip ombre á thì mình dáng chịu khó một chút. Hồi xưa á, lúc mà chưa có cách này á là mình làm hai màu. Còn bây giờ khi mà mình đã có cách này rồi mình làm một màu thôi. Một màu là mình rắc thôi. Thấy nó xuống là nó điều khiển không? Mình điều khiển rất là dễ ha. Còn để xa quá đôi lúc mình không biết là nó xuống nhiều hay xuống ít nữa.
Nên thành ra cái cách này á, là nó sẽ rất là hiệu quả cho mình. Và cái cây này của mình á, là nó sẽ giúp mình lấy được cái bột nó nhiều hơn. Kéo hẳn ra ha. Và khi mà mình làm cái phần âm rì á, mình lựa chọn cái loại keo nào mà nó vừa khô vừa đủ thôi, đừng có nhanh quá. Nhanh quá đôi lúc á, tay mình nó chậm á, là mình mới vừa xong cái màu hồng thôi mà cái màu trắng của mình nó bị khô rồi ha. Đây cái phần mà âm rì á, nếu mà anh chị nào mà đi được 3 lớp á, là nó hỗ trợ cho mình nhiều lắm. Kiểu mà đôi lúc á, đi 2 lớp mà nếu mà cái âm rì nó không được đẹp á, lớp thứ 3 mình có thể là chỉnh sửa dễ hơn không. Mình cứ đi hết cái cầu trên nó nhiều chút ha. Đó, cho hai bên nó dài lên. Đó, sơn cho nó đều hai bên. Cái này sơn là mình không có thiên vị chỗ nhiều chỗ ít nha. Bảo đảm khi mà làm ra là mình không có bị mất shape nhiều. Khi mà mình đã xong lớp đầu tiên, mấy anh chị sẽ phủi sạch và đi lớp thứ hai nha. Rồi, xong đi lớp thứ hai. Chị lớp thứ hai của mình cũng y chang ha. Lớp thứ hai thì mình cũng đi 98%, 98 có nghĩa là nó chừa lại một cọng tóc tới cuticle mấy anh chị. Còn mình đi sát quá là nó lem lên da luôn ha. Và dip lên là lát mình chạy cuticle cũng khó. Thành ra là mình đi 98 thôi, chừa lại một cọng tóc đi ha. Nhúng vô. Làm không? Làm không? Lát cô làm cho. Làm ngắn cũng được, làm gì cũng được. Cô làm tất cả luôn, làm manicure cũng được. Làm manicure sân treo. Design nhẹ nhàng. Còn không làm pedicure lấy khóe. Mai mốt cô đặt cái ghế ở đây nè. Hôm nay làm là phi mà không lấy tiền. Vậy làm, vậy mọi người làm. Vậy trên này, vậy trên live luôn. Làm cho bộ đẹp design đầu vừa ngon. Tháo được. Cái này là đi keo. Tháo được cái gì cũng tháo được hết á. Tháo được là bộ món làm design vừa ngon. Khó, chỉ làm được cái gì là chỉ đi show không mà chị ha. Đi show ít ở đây lắm. Có khi ghé cái rồi à. Hôm nay có demo ngồi đây nguyên ngày. Invoice online chị. Chị gọi về công ty. Rồi, ở đây ha. Lên xuống. Đây là hai lớp là điều rồi.
cái em này nè. Ừ. Sắp xong rồi. Xong này là cái design 10 ngón 10 kiểu. Mười ngón 10 kiểu. Mình đưa tay cho khách coi. Không mà hỏi mình làm được, nếu làm không được thì mình xem lại cho chị. Xem lại cho cái gì làm. Thôi. Em mà làm khách là Thợ không có cho đăng tăng hình em lên đâu. Không, cứ chị làm nhưng mà để hình của Thảo lên. Không được. Ở phiên nó vô kiếm người đó, người đó không làm được. Không, tiệm đấu cho em đăng hình đâu. Tiệm em không cho đăng hình em. Và vô là Thợ nhức nhức đầu quá, Thợ không cho nữa. Giờ đâu có hình em đâu, lấy hết, lấy xuống hết rồi. Tại vì sau xưa em làm tiệm á, em có để mấy tấm hình neo á của em ở trên tiệm á. Xong nó vô nó đòi Thợ làm. Bỏ xong rồi bỏ tên em xuống luôn, bỏ em xuống rồi, tháo xuống rồi, giờ em đâu được để hình lên đâu. Không, hai bên à, chắc chắn là có màu. Không, xong bắt đầu nhúng lên. Cái hụn nhỏ vậy cầm đi mà feel đầy quá. Rồi xong ha, bắt đầu là mình sẽ phủi sạch. Các anh chị phủi sạch nha, phủi sạch xong mình xem nếu mà cái không lên chưa đều á mình cho thêm lớp ha. Tại âm rì á là nó clip á, đôi lúc á thì nó mỏng á, thành ra là mình có thể là thêm một lớp lên ha. Rồi khi xong hết rồi thì mình sẽ cover bằng một lớp clear. Xong rồi cover clear lên nó mới đẹp. Còn trong trường hợp á, nếu mà anh chị mà muốn đi ba lớp nè, em đi một ngón cho mấy chị xem ha, lấy ngón này làm chuẩn đi ha. Mình đi là đừng đi 98 nữa, thuộc xuống 95. Thấy không? Rồi hai bên chừa lại hai cọng tóc. Để làm gì biết không? Không bị mất xếp. Đi thật mỏng. Cái này là đi lớp thứ ba của cái phần âm rầy nếu mà đi chưa đều đó. Rồi xong mình cũng tiếp tục là y chang. Mình đi xuống. Để làm gì cuticle của mình không có dày. Ha. Cuticle mình không có dày, mình cũng tiếp tục y chang vậy. Và khi mà mình chừa lại hai cọng tóc hai bên có nghĩa là nó không có bị mất xếp không? Ha. Xong mình phủi sạch. Nhìn nè. Ôm tròn luôn ha, không có bị mất xếp. Và tới cái phần mà clear của mình á. Đây là clear. Khi mà clear mình bọc á, mình cũng bọc 95 thôi. Nếu mà mình đi hai lớp. Ha, bọc 95. Đi thật mỏng nha. Và sơn thật mỏng nè, nhúng xuống lấy lên liền chứ không có giữ 3 giây. Giữ 3 giây nó dài lắm, thành ra mình nhúng xuống lấy lên liền. Đi 95 nè. Hai bên. Sơn cho nó đều nha mấy anh chị, sơn mỏng thôi. Luôn luôn là mình giữ cho cái cổ của mình nó tròn, nó mỏng nha. Vì cái phần âm rì á, mấy anh chị biết không? Làm xong âm rì á, mình phải lên cái clear, nhìn nó mới đẹp. Bao nhiêu bộ mình làm á, là làm âm rì xong á, là mấy anh chị nên đi cái phần clear lên. Tại vì hai màu nó sẽ kết nối chung với nhau, ha. Nó dịu lại á nè, thấy không? Lên clear lên là nó khác liền nè. Lấy cái cọng lông ra, không là ở đây còn một cái nữa. Đấy. Còn một sợi nữa. Sơn cho nó đều ha, nhúng clear lên. Nhưng mà qua tới phần clear thì mấy anh chị có thể là sơn vài ngón. Vì cái phần âm rầy của mình á, nếu mà mình đi nhiều ngón á là nó
sơn một lần nó nhiều ngón là nó bị khô á, thành ra mình không có đủ thời gian. Và tới khi làm thì anh chị là chịu khó đi từng ngón nha. Và khi mà làm âm rỉ thì nó hơi bụi thật luôn, làm âm rỉ nó hơi bụi không, và nó tại vì nó bụi bay á, bắt buộc. Xong hết là mình sẽ đi cái chai số 3 nha mấy chị. Archivider là chất làm khô, thành ra khi mà mấy chị đi á, mình cũng đi từ trên chính giữa xong đi ra hai bên y chang giống như mình sơn vậy đó, thì để cho nó là đi từ trong ra ngoài và nó đều luôn cho mình ha. Còn khi mà mình đi giống vậy nè, đôi lúc nó đâu chạy tới đâu, thành ra chỗ khô chỗ không khô, nên là mấy chị đi là một lần thôi, là mình đi cho nó đều hết hai bên và chính giữa luôn, thì cái chỗ nào mà có archivider thì nó sẽ khô ha. Rồi xong mình sẽ bắt đầu là mình dụ xếp nha mấy anh chị. Mình dụ cho nó thẳng nè. Tại vì á, mình làm cái này mình cũng không có bị mất xếp nhiều, thành ra tới khi mà mình lấy xếp cũng vậy ha, mình lấy thẳng hai bên nè ha. Chỗ nào mà nó ra chút thì mấy anh chị dụ nhẹ cho nó vô hai bên. Bắt đầu mình sẽ chỉnh lại cái xếp cho nó đều. Đó, và khi mà mình đi almond á thì mình sẽ đi nghiêng 45 độ nè để dụ cái phần đầu móng cho nó mỏng. Nên lý do tại sao là khi đắp bột hay là mình đi dip cái đầu móng almond á với lại round là nó đều phải mỏng thì nhìn cái shape của mình á nó mới nhẹ nhàng được đúng không? Còn dày đó nhìn nó thô lắm. Rồi hai bên cho nó vo tròn cái phần đầu móng, hai bên cho nó thon lại ha. Và khi mà mình đã vừa ý cái shape này giống vậy rồi thì mình đi qua ngón khác. Nhưng mà ít nhất là cái đầu móng của mình nó phải mỏng. Đó. Và khi mà mình sơn cái dip đó là mình tránh trường hợp là mình sơn đầu móng cho nó dày, không cần bọc đầu móng đâu. Mình kéo cái lớp bấy mình số 2 mình sơn thẳng ra luôn. Tại vì á, hồi nãy thấy tới giờ là mình vũa đầu móng không? Nên thành ra là làm dip đó là có một cái nữa, cái gì cũng bọc hết. Mà chỉ có cái phần mà dip đó là không cần bọc đầu móng nha. Hai bên nè ha, cân bằng hai bên trước. Sau đó mình vo tròn cái phần đầu móng ha, nghiêng 45 độ nè, vũ đầu móng cho nó tròn phần dưới, đi qua góc bên tay trái nè ha. Rồi xong mình đi qua góc bên tay phải, xong đi cây vũ mình thẳng lại nè, bắt đầu mình vo tròn cho nó tới cái đầu móng điểm tâm của chính giữa. Và bên này cũng vậy, đi về điểm tâm của chính giữa. Và mình luôn để tay khách nằm trên một mặt phẳng giống vậy để mà mình nhìn hai bên nó có cân bằng hay không. Còn nếu mà mình để nghiêng nó qua một bên á, đôi lúc có cái phần đầu móng từ góc bên này nè, nó bị bự, còn bên này thì nó bị nhỏ, nên ra là lúc nào tay khách cũng nằm trên một mặt phẳng giống vậy. Sau đó mấy chị vo tròn cái phần đầu móng. Đó thì nó ra cân bằng. Không. Mình nhìn cái bên này với bên này cho nó đều nhất có thể nha. Rồi vuốt thẳng bên này cũng vậy. Đó, hai bên thẳng trước thân móng nha. Xong vuốt, vuốt nhẹ trên đã, vuốt nhẹ trên hai bên cho nó ôm vô, tại vì nó hơi bị mập á. Mình sẽ vuốt hai bên cho nó ôm vô. Xong tới đầu móng nghiêng nè, 45 độ ha. Rồi qua bên này, qua bên này, qua bên này. Đó, xong hết ha. Bắt đầu đưa cây vuốt mình thẳng lại nè. Do vo từ cái phần thân móng tới cái phần đầu móng, mình dừng ngay cái điểm tâm đây. Và bên này quay trở về, cũng từ bên này đi qua về tới điểm tâm. Thì lúc nào tay cách cũng nằm trên một mặt phẳng để mà mình soi nha mấy chị, tức là nhìn á, để mà mình coi hai bên nó có đều hay chưa. Và cái thân móng, phần thân mà từ trên này xuống là nó có ôm đều chưa. Đó, muốn cho nó đẹp thì mình vuốt lại ha, cho nó đẹp chút. Nên lý do tại sao là khi mà mình dip á, hạn chế nó bị mất xếp, đồng thời nữa là cái mặt móng của mình cho nó đều chút. Tại vì khi mà xong hết cái phần này đó, mình không có vuốt cái phần mặt móng nhiều đâu mấy chị. Mình vuốt là cái màu của mình nó không có đều liền. Đi lên cái phần đầu móng, rồi bên này đi về cái phần đầu móng. Nên cái phần mình làm tròn á, mình nhẹ nhàng thôi nha. Mình mà mạnh tay quá là lát nữa là nó ra ngắn dài luôn á. Nên thành ra cái mình chỉ có trách nhiệm là làm cho nó tròn thôi. Rồi bên này mình vuốt cho nó thẳng rồi. Rồi hai bên á. Bên này
xong hết nghiêng 45 độ. Rồi qua bên này, không? Đó, này cái đó mọng nè, từ bên này đi qua bên này ha. Xong bắt đầu đưa cây dụng mình đứng thẳng lên. Từ góc này đi về cái điểm tâm đầu móng. Rồi bên này đi về cái đầu điểm tâm đầu móng. Lúc này đây thì tay khách phải nằm trên một mặt phẳng chứ mình không có nghiêng, nghiêng là không thấy. Đầu móng điểm tâm. Rồi hai bên. Xong ha. Ra cái móng ôm mình xếp. Nếu mà ví dụ đi góc này nó hơi dày nè, mấy anh chị dùng sức một chút mình duỗi cho nó nhỏ vô ha. Tại vì đôi lúc á mình dip á mà lỡ nó bị mất xếp hay là cái chỗ mà nó dày quá, nó bự quá hai bên thân móng thì mấy anh chị dùng sức duỗi cho nó vô ha. Duỗi cho nó vô xong mình duỗi tròn cái. Xong bắt đầu nghiêng 45 ha. Qua bên này luôn. Tại vì nó phải thẳng mà. O mình thôi, tròn nó cũng phải ở dưới nó cũng phải thẳng nữa. Kiểu mai trên thẳng dưới thẳng. Rồi xong để cây duỗi thẳng nè. Đó, đi về cái điểm tâm ha. Rồi bên này cũng vậy, từ thẳng đi về cái điểm tâm. Đó, tới đầu móng, hai bên nó đều và tay khách nằm trên một mặt phẳng, mình không có để nghiêng. Nhẹ thôi, tại vì cái khi mà qua cái phần này á là mấy anh chị nhẹ tay nha, tại vì mạnh tay quá đôi lúc á cái cây dụ mình cắm vô cái da tay người khách vậy nè, thành ra là khi mà mình đưa cái cây dụ lên phải nhẹ nhàng từ cái góc này ha. Rồi xong, tại vì lỡ mà mạnh tay quá gặp tay khách da mỏng nữa là nó móng vô da đó. Nhẹ nhàng hai bên ha, giày ôm vô. Rồi qua bên này. Đó, nghiêng 45 độ nè. Qua bên này ha. Rồi bên này. Đưa cây tay cắt thẳng trên này. Dụ qua đầu móng. Thấy hai cái dụ lại khác nhau không? Dụ lại khác nhau liền nha mấy anh chị. Nên đôi lúc mình làm á thì cái step của mình không đẹp không sao ha. Đôi lúc nó có mình có thể là dùng cái thao tác để mình dụ lại cho nó đẹp. Đó, mình dụ thẳng trước ha, dụ thẳng với móng thịt trước nè. Rồi hai bên. Treo sẽ cái acetone. Dễ lắm. Lát về coi lại like thì thấy clean bằng acetone thôi. Đang sạch âm rồi bên kia. Mọi người ơi, thì Sang đang like nha, chia sẻ về cái máy bình xịt. Thì anh chị có thể là vô Facebook thì Sang ha, để mà mình xem cái like hoặc là chia sẻ cho thầy nha. Cái gì mọi người rất là nhiều. Nhìn qua ha, nè, rất là xinh. Rồi khi mà xong này nhìn vậy được đúng không? Chỉnh lại cái. Không, bên này nó cũng phải ôm. Bên này phải ôm nè, không. Nếu mà hai bên nó dày quá thì nó không tròn hẳn. Thành ra đánh nhẹ cái ha. Nếu mà mình gặp trường hợp mà nó hai bên dày đó thì mình chỉ đánh nhẹ cái để cho nó ra cái phần hai bên mép đây nè, thành móng để nó được độ ôm. Đó, dù thẳng nè ha. Mấy anh chị có thời gian là mình tới CL Nail Supply ha. Mấy anh chị thì hôm nay thì xin cùng Sang từ đây tới 5 giờ ha. 5 giờ và có demo show thì anh chị có thể là tới xem trực tiếp. Và xin cũng làm live chia sẻ luôn, nhưng mà trên live cũng y chang vậy. Nhưng mà đôi lúc thấy thực tế, trực tiếp á, thì nó khác hơn nha. Cũng dạng y chang vậy luôn á, cũng chia sẻ y chang vậy luôn á. Nhưng mà khi mà anh chị coi trực tiếp á, đôi lúc á mình để cái cây dũa vậy nè, mấy anh chị nhìn được. Nhìn luôn, tại vì trên này là mình cũng để nhưng mà không biết bằng cách nào đó. Ở ngoài thì mấy chị thấy rõ hơn. Cái đó là hiển nhiên rồi mấy chị ha. Rồi, nghiêng 45 độ nè không. Rồi qua bên này. Rồi bên này. Cũng vậy ha. Rồi dũa thẳng, đưa cái dũa mình thẳng lên, bo tròn hai bên. Tay cách nằm trên một mặt phẳng nha. Rồi khi mà xong hết rồi thì mình sẽ xem lại là 10 ngón của mình á có đều chưa. Đó, ít nhất thì nó cũng được 9-10 đúng không? Đừng có cho nó một ngón bự và một ngón nhỏ quá. Đó, bên ngón này hơi bự chút về cái phần bên hông nè ha. Mình dụ hai bên hông từ cái phần thân móng trở xuống cho nó nhỏ chút. Xong bắt đầu mình lấy lại. Đây ha. Để mình so giống vậy nè mấy anh chị. Đó. Mình chịu khó mình lướt qua cái.
cho nó đều đều, tại vì thường đa số thì tất nhiên là 10 trên 10 á, thì nó không có được đúng không, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm sao cho nó hài hòa nhất có thể nha. Xong hết cái này là mình sẽ nếu trường hợp mà mấy anh chị đi mà đi clear á, mà lỡ bị dày thì sao, chạy cái cây này trước cho cái mặt móng của mình nó đều chút đã, giống như ví dụ ngón này đi theo này mình đi dày hơn rồi đúng không, mình sẽ dũa cái ngón này chút ha, đó nó gồ ghề thì mình sẽ sử dụng cái cây này. Mình chạy sơ hai bên hông bên này đây ha, rồi xong hết nè, chạy rồi bắt đầu lấy cái cây mà XF ngắn XF dài. Hiện nay thì mình có hai cái đầu ha, đầu ngắn đầu dài tác dụng nó xài giống nhau ha, và cái giá nó cũng bằng nhau luôn ha, chỉ là cắt khác là một cái dài cái ngắn thôi, tùy thuộc là mấy anh chị dùng. Thường á người ta nói là cái cây dài dùng cho móng dài, nhưng mà thực sự thì hồi xưa tới giờ đâu có móng cây dài đâu, mình vẫn xài cái cây ngắn bình thường ha, nên nhưng mà bây giờ thì nhu cầu nó khác nhau nên thành ra là nó có ngắn dài luôn, thì mấy anh chị thích xài nào cũng được nha. Rồi xong hết thì mình sẽ chạy cuticle. Thường dip á, thì nói không cần chạy thì không sao, nếu mà mình đắp đẹp rồi không cần chạy cũng được, nhưng mà nếu mà mình chạy được á, thì mình cứ chạy, tại vì chạy như vậy thì cái đường sắc nét của mình nó bén hơn, nó đẹp hơn nữa. Bật chế độ vừa nha mấy chị, khi mà chạy cuticle á là cô xin bật chế độ rất là vừa nhẹ thôi, chứ mình không có cần đi mạnh đâu, tại vì cái cây này á mình đi dip á nó cũng vừa tới vừa sát thôi, chứ nó không phải là leo lên da tay người khách, thành ra là mình chạy chế độ rất là vừa để mà cuticle của mình nó tròn và nó mỏng thôi. Còn mặt móng lát nữa là mình sẽ bật chế độ nhanh hơn, thành ra mình sẽ chia làm hai cái giai đoạn ha, để mà mình đi, tại vì cuticle mà mình bật nhanh quá đó, lỡ nó lẹm lên da tay khách thì không ai muốn đúng không. Đó, mình đi từ từ thôi nè, để cho nó không bị mất bột và nó chỉ cần sạch thôi là được rồi, hạn chế là nó lem lên cái da tay người khách. Rồi mình chạy nè hai bên ha, nếu mà tay khách da tay mà nó bám quá, mấy anh chị nè lắc qua ha, lấy cái tay của mình bẻ cái phần da tay người đè cái phần da tay người khách xuống, để mà mình đưa cái đầu dũa của mình nó sát vô cho nó tròn hẳn ha. Rồi cây đầu dũa này có tên gọi là XF nha mấy anh chị, có 15 đồng một cây thôi, thì mấy anh chị có thể là mua trên website của mình, hay là mấy anh chị tới supply gần nhất trong cái địa bàn thành phố của mình nha mấy anh chị. Còn nếu mà anh chị xa quá không có thì mấy anh chị có thể là order online qua website là clmsupply.com nha, hoặc anh chị có thể là gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha mấy anh chị. Nếu mà anh chị gần thì mấy anh chị có thể là ghé CLM Supply, địa chỉ là 9872 Westminster, Sushi Garden Road 92844, hoặc anh chị có thể là ghé CLM Supply, địa chỉ là 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha mấy anh chị ha. Và hôm nay là cô Sen cùng Sang sẽ có mặt tại đây từ 10 giờ tới 5 giờ. Rồi dụ cho nó mọng xuống lại, xuống luôn nè ha. Rồi qua bên này luôn. Đó, anh chị có thể là follow Christine qua Facebook là Christine Lâm nha mấy anh chị, hoặc là trang của công ty là clmsupply.com nha. Và Christine rất là thường xuyên làm live, chia sẻ trực tiếp ở trên cái trang trang của Christine Lâm và với lại là trang của clmsupply.com, hoặc là anh chị có thể là lên YouTube nha, CLM Official, hoặc là Christine Lâm là Christine cũng có trang YouTube của mình, thì trên đó thì Christine rất là thường xuyên post những cái video, đăng những cái video ngắn, những cái video dài để chia sẻ cho anh chị. Hai bên đủ hai bên như vậy cho nó tròn trước đã. Đó, và khi mà mình đã xử lý được xong cuticle ha, xử lý được xong cuticle xong hết rồi, mấy anh chị bật chế độ nhanh, bật chế độ nhanh một chút thôi. Dạ, bật chế độ nhanh một chút xíu, sau đó thì mình sẽ chạy mặt mau ống. Cái đầu dũa XF này á, mấy anh chị sẽ rất là an toàn. Thứ hai, thứ nhất là nó không nóng, thứ hai là nó không có mất bột ha, nó rất là an toàn cho mấy anh chị. Và thứ ba nữa là mấy anh chị đi tới đâu là mặt móng nó mịn tới đó. Đôi lúc mình đi rồi mình thấy nó còn nhám đúng không, nhưng mà cái cây này á đi tới đâu là nó mịn tới đó luôn, chứ mình không có cần chạy nhiều. Và đặc biệt nữa là cái cây này đôi lúc mà mình đi mình cảm giác là nó mịn hơn cục buffer nữa đó, nên là mấy anh chị nào mà làm dip, làm manicure, làm móng úp, làm bột thì mấy anh chị nên có cái cây này nha. Cây này xài rất là đã luôn, không thích là không không xài ngon á là không được đó, nên thành ra cái cây này phải xài rất là ngon luôn nha mấy anh chị. Và cái cây này là xin giới thiệu rộng rãi cho mấy anh chị xài luôn. Và cái cây này có tên gọi là XF nha mấy anh chị, và mình hiện đang có là hai đầu dạng cho mấy anh chị, một cái cây dài, một cái cây ngắn ha. Anh chị tùy ý là mình sử dụng cây nào cũng được nha, tác dụng giống nhau, chỉ có khác cái là đầu dài đầu ngắn thôi. Và cái đầu ở trên này là nó giống nhau luôn, tại vì cái này custom ha, cái này là cái dạng đầu custom, nên thành ra là để làm sao là cái tầm nhìn của mấy anh chị được á. Bên đất là Susan Thảo Bùi, em có thể là inbox cho Bảo Lộc, Trần Nam hay là Văn Tài nha em. Hello Thịnh Trần. Rồi
Đó, bảo đảm mấy anh chị xài cây này rất là thích, tại vì 10 người là 11 người thích rồi mấy anh chị. Đó, trừ phi là hả mấy anh chị là thích mạnh mẽ quá thì mấy anh chị không thích cây này thôi. Đó, cây này là xài tới đâu là thích tới đó ha, rất là êm. Và nó không hề bị mất bột. Mà mấy anh chị biết không, đặc biệt đi cây này á, mấy anh chị đi á, cái cuticle của mình rất là mịn, cực kỳ mịn nha. Cực kỳ mịn nha. Và không có bị mất bột nữa. Đó là một trong những cái giải pháp hiệu quả cho anh chị nào mà mình vuốt cuticle mà nó không tròn và nó bị dày hay là nó bị mất bột, mấy anh chị nên có cái cây này ha. Nên có cái cây này, cây này có tên gọi là XS nha mấy anh chị. Đó, sau đó mình buffer này mấy anh chị ha. Đầu vuốt XS. Xài đã lắm. Đó, tròn không mấy anh chị thấy không? Vũ tròn mà không bị mất bột nữa ha. Đó, không bị mất bột hai bên nè. Cái đầu vũ là một trong những cái rất là quan trọng luôn. Tại vì đôi lúc mấy anh chị tắp xong á, mình thấy nó tròn, nó mọng rồi. Tại sao khi vũ nó mất bột? Tại vì mình sử dụng đầu vũ nó quá khốt đi ha. Và khi mà mình ra đắp đẹp rồi, mình chỉ cần chảy thôi một cái thôi là xong. Rồi, sơn một lớp nè. Hello. Vô đi anh. Dạ. Đây mình sơn thấp hút cho nó không cần dày, thấy nó không có bị chảy ra hai bên không ha. Tại vì cái thấp của mình á là độ lỏng của nó rất là vừa phải, không phải là quá dày quá đặc mà cũng không có phải là quá lỏng, tại vì nếu mà lỏng á mấy chị sơn nhiều nó chảy ra hai bên. Nên phải. Đó. Rồi xong mình sơn cho nó cuticle tới nè, vừa tới nè. Rồi xong mấy chị cho vô máy. Cái này là móng almond dip á, dip ombre. Đúng rồi, cái này dip ombre á. Dạ. Dạ trên line em có. Em có để trên line. Dạ. Em ngồi chờ đi chị chứ làm bọn. Dạ. Rồi ha. Dip ombre rất là xinh nha mấy chị, làm lên rất là đẹp luôn. Tại vì trên này á là cái phone của Christine á, đôi lúc á mấy chị thấy cái màu không có đẹp á. Tại vì mới là cái phone 12 thôi mà người ta ra tới 15 rồi. Sao kiếm tốn bóng đẹp mà. Không, ý em nói là cái màu ở trên cái line á, nó không bằng ở ngoài nó đẹp. À, cái ngoài là mình thấy đẹp đúng không? Cái màu nó lên đúng không? Tại vì đôi lúc á trên cái phone á, phone của em á nó hơi cũ. Thành ra là lên cái màu nó sẽ không có được giống những cái phone mới. Ủa, phone này phone Pro 16 rồi. No. Rồi, rất là xinh nha mấy anh chị ơi. Đây là cái ombre ở màu ngoài á. Cái màu nó lên cực kỳ xinh nha. Nên thành ra là mình sẽ cho mấy anh chị coi nguyên cái bộ này luôn. Cái này là dip nha mấy chị. Của dạ đúng rồi, em dùng cái TDY với lại cái này ha. Tại nếu mà mình muốn cho nó lạc hơn thì mình lấy soft white. Còn khi mà mình muốn chấm, tại vì nếu mà em dùng mà cái trắng không á thì nó không có đẹp. Thành ra cái này super white. Đúng rồi. Okay. Thường hết khi mà làm ombre đừng dùng super white. Tại vì cái này là em muốn nó trắng hơn cái soft white chút, em dùng cái TD. Mà cái TD của em á thì em pha qua rồi ha. Nên thành ra là mấy anh chị làm ombre vẫn ok. Có sẵn luôn. Dạ. Thường đa số là CL. Là dùng cái được cho em một cái tay. Rồi, thank you mọi người rất là nhiều nha. Và hôm nay thì mình đã xong cái bộ nail mà cho dip dip ombre sử dụng cái màu 3DY với lại cái 02 trong CL. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Và hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo của mình. Anh chị có thể là follow trang clemsupply.com hoặc là Christine Lâm. Order sản phẩm qua số phone 714 804 9288 714 804 9688 nha. Thank you mọi người rất là nhiều.